Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh tin tức sau Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức. Bắp tiếp tục ôm ấp Noo Phước Thịnh, Hoàng Thị Linh mang xe phân khối lớn lên sân khấu. Trong khi đó, Noo Phước Thịnh và Ngô Kiến Huy tiếp tục có những hình ảnh thân mật cạnh nhau. Trưa nay, ngày 31 tháng 1, các thí sinh The Remix tiếp tục chuẩn bị cho đêm thi thứ 5. Trước khi nghỉ Tết, suốt cả tuần qua, không chỉ vừa chạy show mà Noo Phước Thịnh và Ngô Kiến Huy đều chăm chỉ tập luyện cho những tiết mục sẽ biểu diễn ở live show lần này. Hành động thân thiết của hai nam ca sĩ ắt hẳn sẽ khiến người hâm mộ phải cảm thấy ghen tị. Noo Phước Thịnh sẽ mang đến ca khúc Lặng Thầm, một trong những bản hit giúp nam ca sĩ được nhiều người biết đến hơn. Ngô Kiến Huy remix ca khúc Trống Cơm, mang màu sắc tươi mới như chính phong cách của chàng bắp. Team của Soobin Hoàng Sơn tranh thủ coi lại trang phục diễn trước khi bắt đầu buổi tổng duyệt. Team của Hương Tràm nhắn nhít trước ống kính. Không chỉ đầu tư giọng hát, Hương Tràm sẽ khoe vũ đạo tại live show thứ 5, chủ đề hip hop. Lên chức ông chủ, Zetati vẫn không quên tập luyện cho The Remix. Do thức đêm làm nhạc nên team của Big Daddy và Zetati đến buổi tổng duyệt khá trễ. Maya lột xác với hình ảnh người mẹ dịu dàng trong sáng tác mới. Hoàng Thị Linh với tiết mục đặc sắc và sôi động. Nữ ca sĩ Hà Thành còn mang cả xe mô tô phân khối lớn lên sân khấu làm đạo cụ. Những giai điệu nhộn nhịp ở tiết mục của Zetati và Big Daddy chắc hẳn sẽ khiến khán giả nôn đến Tết. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.